Seth ghi lên tim băng mà không phải đồ tăng khác vậy đơ. Seth ghi có cái tim băng nó vừa có hồi chiêu, nó vừa có mana, nó vừa có giáp. Nó tốt nhất của đồ tăng của Seth ghi rồi. Làm game với Fortune nhé. Kegia Lehen on, giật lực có vậy. Lớp bì chính tiên thủ, ok. Có sub đơ là không phải tiên thủ thôi. Ủa thấy đơ chưa ta? Nhớ thấy rồi. Kéo chưa? Kéo. Ơ Reward Ivan please. Nó nghe luôn rồi. Ơi hay lấy cái lát đó. Tập trung anh em ạ. Nice. À, đợi tròn quá vậy ta. À, đợi tròn quá ta. Đợi tròn em ơi. À, biết quay luôn. Thì giờ nó có gỡ cho bị găng anh em ơi, khó rồi. Ha, một set nữa đợi 6 rồi. Giờ đánh hay quá. Hay quá, double kill luôn. Hay quá vậy. Ơi. Hay đi ngay khùng nha mấy ní.
Hay. Rất là hay luôn. Wow! Còn quỷ Ivan nhìn nó kìa, 709 à, 88 kiếp, quá giật. Ủa? Thôi nó. Oh, what the fuck? Cố lên, Volibear tới rồi. Volibear, đúng, đúng chết. Đúng. Ừ, này. Hay da. Go, let's fucking go. Talia hay nha, Talia hay nha, xíu chuyển tiền cho nha, Talia. Xíu chuyển tiền cho Talia nha. Quý lắm. Tôi có chịu, tôi có chịu á. Tôi quăng game ba kia là tôi không vui, tôi có chịu á. Hay. Lỡ đơn em ơi, lỡ đơn.